Xin chào tất cả mọi người, mình là Hoàng Công đến từ công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato. Và ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình để thăm kiểm tra tiến độ thi công cũng như là chất lượng của công trình mà công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato đã thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình chú Đinh Giang Nam tại nơi đây. Thì như mọi người có thể biết, đây là cái phần khung biển bạc đóng tại công trình. Đây, có đầy đủ thông tin về chủ đầu tư cũng như là về quy mô công trình. Mọi người để thấy một công trình nhà thờ ba gian đúng không ạ? Đây, bê tông giả gỗ vẫn theo cái phong cách nhà cổ Bắc Bộ. Đây, lát vào bên trong sẽ giới thiệu mọi người về công trình này. So với những công trình khác có những hạng mục nào mới và những hạng mục nào thay đổi. Nhưng mọi người để thấy là công ty cổ phần xây dựng đường Kisato với 6 trụ sở trên toàn quốc thì có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của quý khách hàng. Nếu mà các bạn cũng đang có nhu cầu về thiết kế thi công xây dựng công trình từ đường nhà thờ thì liên hệ với công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato theo số hotline như mọi người có thể thấy đây nhé. Và cũng chia sẻ mọi người một điểm mới mà bắt đầu từ năm 2024 mà công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato đã áp dụng là tất cả các công trình bọn mình sẽ có những cái biển nội quy như này, và tất cả những người thợ thi công rồi giám sát của công ty trực tiếp tại công trình đều phải tuân thủ theo những cái nội quy. Quy định công trình nhỏ hay công trình lớn đều bắt buộc phải có những nội quy như này. Và giám đốc anh Hiếu đã xác nhận vào nơi đây để làm sao cho một công trình thi công được chuyên nghiệp ngoài cái tính mỹ thuật và chất lượng công trình. Đó thì mọi người có thể tham khảo. Và tiếp theo xin mời mọi người chúng ta vào bên trong để tham quan công trình cũng như là xem các bác thợ đã làm tới giai đoạn nào rồi nhá. Thì công trình này mình mới khởi công hôm mùng 9 tháng 3. Thì tới thời điểm hôm nay thì mới chỉ được khoảng hơn nửa tháng thôi. Nhưng mà cũng đã làm rất là nhanh đúng không ạ? Nhưng mà mọi người có thể thấy là các bác thợ ở đây cũng đã làm lên tới bằng khẩu rồi. Chúng chia sẻ mọi người một chút về cái đặc thù công trình này. Từ khâu thiết kế thì chủ đầu tư chú Nam là ở bên nước ngoài. Thế nên là thường chủ yếu là trao đổi về cái phần thiết kế và đặc biệt là cái phần thi công trọn gói là qua phương tiện là điện thoại và Zalo là chính thôi. Đấy, thế nên là cũng đã tập kết mọi người sau khi mà đã chốt xong rồi, tập kết từ vật tư vật liệu nhân công sang đây để chuẩn bị cho những cái hạng mục có sẵn trước, đặc biệt hạng mục về hoa văn. Đấy, những hạng mục có sẵn như đòn tay hoành mà mình cũng đã đổ trước cách đây khoảng hơn một tháng rồi, nên mọi người mới thấy là cái tiến độ rất là nhanh như thế này. Đó, thì sẽ giới thiệu về mọi người một chút về quy mô công trình. Thì công trình này là một cái tâm nguyện của bố chú Nam từ ngày xưa, cũng đã ấp ủ lâu lắm rồi. Bây giờ ông thì cũng đã mất, thì bây giờ chú Nam như anh em trong gia đình thực hiện cái tâm nguyện đó, cũng là tâm nguyện của chú để xây ngôi nhà thờ gia tiên khang trang hơn để thờ cúng gia tiên. Thì với cái tính chất như thế thì công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato đã tư vấn thiết kế phù hợp với lại khuôn đất, với kích thước chiều rộng của công trình từ đường này sẽ rơi khoảng là 7m49, và chiều sâu của công trình này sẽ rơi vào khoảng 6m76, và công trình này sẽ không có cái hạng mục phần cột đèn cho mọi người. Như mọi người xem phối cảnh thì sau này sẽ giật ra từ cái trục hiên này, sau này toàn bộ sẽ làm bằng cột đá đó, và sẽ giật ra khoảng 40 phần chúng ta sẽ có một cái phần cột ốp vào trong tường theo phong cách nhà cổ đó. Và khu vực hiên này toàn chuyển thành 4 khu vực cột đá. Và kích thước 3 gian thì cũng khá là cơ bản, thì gian giữa là 2m71, hai gian hai bên thì rộng là 2m7, chúng ta tính từ tim tới tim. Và chiều sâu của các gian thì cũng phù hợp với lại kích thước tổng thể công trình. Ví dụ như mọi người có thể thấy gian hiên đây thì được tư vấn thiết kế từ tim cột ngoài cùng đây tới cái hàng cột cái ở giữa đây sẽ rơi vào khoảng là 1m35. Gian giữa đây thì sẽ là 2m92, và gian thờ, gian hậu đấy sẽ bằng kích thước gian hiên cũng như nhà thờ với cái hệ mái cân đó. Và như mọi người có thể thấy là cái tiến độ thi công công trình này thì cũng đã qua cái lượt bằng khẩu rồi, các bác đang trồng những cái lượt xà ngang cũng như là cái hệ vì kèo tổng thể, sau này sẽ đỡ toàn bộ cái hệ mái của công trình này đó. Tường bao xung quanh chữ thọ thì cũng đã lắp dựng, thì dự kiến sẽ còn hơn một tháng nữa thì có thể bàn giao tổng thể công trình này đó. Và cũng có một cái điểm rất là hay, đó là công trình này sử dụng hệ bậc tam cấp rồi nhá. Nhưng mọi người có thể thấy là cái phần độ dốc của cái phần trượt này nó rất là thấp đúng không ạ? Bình thường những công trình khác thì sẽ làm quy mô lớn hơn thì sẽ làm 5 bậc, nên cảm giác nó sẽ rộng hơn ở cái khu vực hiên chỗ này. Đó thì mời mọi người cùng tham quan một lượt.
công trình nhà thờ ba gian mà tiểu đường Kisato đang xây dựng cho gia đình chú Nam ở đây. Và mình hy vọng qua video này sẽ là những cái thước phim chân thực nhất để mọi người có thể thấy được cái cách, những cái cách làm mà tiểu đường Kisato đã kiến tạo cho khách hàng trong suốt những năm qua, và hy vọng được phục vụ tất cả mọi người. Xin chào lại mọi người ở những video tiếp theo.